Sau một ngày xử án, chiều qua ngày 23 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tiến hành tuyên án nhóm đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Bộ Luật Hình sự với tổng hình phạt 100 năm tù giam đối với 10 đối tượng. Bị cáo Phan Thị Thảo, sinh năm 1957, thường trú tại thành phố Hà Nội, tạm trú tại huyện Đắc Đoa, Gia Lai, đã tham gia lôi kéo các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đăng ký là thành viên tổ chức phản động lưu vong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đào Minh Quân cầm đầu và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này. Các đối tượng đã lợi dụng triệt để các trang mạng xã hội để thu thập, tuyên truyền, chia sẻ những bài viết không có căn cứ, không có cơ sở của các thế lực thù địch, viết về nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị trên cả nước, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên các đối tượng này phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1 và khoản 2, điều 109 Bộ Luật Hình sự với tổng hình phạt 100 năm tù giam. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Trần Mạnh Hùng, nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái. Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật. Mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị địa phương có liên quan. Ngày 20 và ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 6 đối tượng. Như vậy là trong vụ này đã có tổng cộng 23 bị can bị khởi tố. Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc và Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét đối với Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng Giá đất Bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên tổ giúp việc cho Hội đồng Thẩm định Giá đất tỉnh Vĩnh Phúc và Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định Giá Nam Hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3 điều 356 Bộ luật hình sự. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định, trong quá trình Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ các bị can trên tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty, gây thiệt hại tài sản cho nhà nước 200,9 tỷ đồng. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào. Vào khoảng 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 4, tại khu vực cột mốc 6061 thuộc khóm Tây 9, thị trấn La Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Vinh, 18 tuổi, trú tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị, đang tổ chức cho 4 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc xuất cảnh trái phép. Qua đấu tranh khai thác, bước đầu đối tượng Hồ Văn Vinh khai nhận đã tổ chức đón chuyên chở 4 người Trung Quốc và đưa trái phép qua Lào, lấy tiền công là 400.000 kíp một người. 4 đối tượng người Trung Quốc khai nhận do có nhu cầu sang Lào làm lao động phổ thông nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó xuất cảnh trái phép sang Lào.
Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Lao động thời vụ theo visa E8 tại Hàn Quốc là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy vậy, trong thời gian qua, tại tỉnh Thanh Hóa, đã có một số tổ chức và cá nhân lợi dụng chương trình này để trục lợi. Tháng 5 năm 2023, anh Lê Quang Thành, xã Hoàng Châu, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đặt cọc 30 triệu đồng để tham gia chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc. Đối tượng môi giới cam kết sau khoảng 4 tháng sẽ đưa anh sang Hàn Quốc làm việc. Chờ lâu không có kết quả, anh nhờ tư vấn pháp lý và đã lấy lại được tiền cọc. Đến bây giờ thì tôi cũng thấy là có ít anh chị em cùng học với tôi là chưa lấy được, có người đang còn 15 triệu, có người hơn chục triệu gì đấy. Để thu hút người tham gia, các đối tượng môi giới thường đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về lao động thời vụ tại Hàn Quốc như thời gian chờ đợi xuất cảnh ngắn, thủ tục nhanh gọn, chi phí thấp, hỗ trợ chuyển hộ khẩu tới địa phương đã có thỏa thuận lao động với Hàn Quốc. Mời chào là cũng là lương bổng 4-50 chẳng hạn đấy, rồi đi thì hết 140-150, nhưng mà nói thật là tôi không dám đi, vì tôi bây giờ môi giới nó nhiều nên là đi không yên tâm. Ba địa phương đã được đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, đó là huyện Hoàng Hóa, Hậu Lộc và Nông Cống. Tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được phản hồi của các địa phương bên phía Hàn Quốc, nên chưa có cơ sở để tổ chức tuyển chọn và đào tạo. Trước tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động Hàn Quốc diện visa E8 tại Thanh Hóa, để tìm hiểu và tham gia chương trình, người lao động chỉ liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới nào. Qua đây, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa cần xử lý các đối tượng lừa đảo theo đúng quy định của pháp luật và trả lại số tiền thu bất chính cho người lao động. Thưa quý vị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới đây đã ban hành công văn về việc triển khai hoạt động kích cầu du lịch nội địa năm 2024. Bộ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phát động chương trình Người Việt đi du lịch Việt, Việt Nam tôi yêu với chương trình du lịch mới, dịch vụ tốt nhằm gia tăng trải nghiệm của du khách. Các địa phương thông tin rộng rãi về thời gian hoạt động của các điểm du lịch và gói sản phẩm, sẵn sàng đón du khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 và mùa du lịch hè. Đồng thời, các bên liên quan cần bảo đảm an ninh, an toàn, sạch sẽ, văn minh cho các du khách và địa phương. Với cơ sở vật chất hiện đại, năng lực vận chuyển cao hơn, việc đưa bến phà mới Đồng Bài đi vào hoạt động được thành phố Hải Phòng kỳ vọng sẽ không còn tình trạng ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến với đảo Ngọc Cát Bà. Lượng khách du lịch đến với đảo Ngọc Cát Bà trong 3 tháng đầu năm nay đạt gần 410.000 lượt, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Để giải quyết vấn đề ùn tắc, thành phố Hải Phòng đang triển khai thực hiện làm mới 5 bến phà để phục vụ cho bến phà Đồng Bài. Một ngày phà có thể chạy tối đa 140 chuyến, trong điều kiện thuận lợi, mỗi chuyến chở tối đa 500 hành khách, 40 xe mô tô, 9 xe khách loại 47 chỗ. Hiện nay đối với hạ tầng của bến mới, đặc biệt là bến Đồng Bài, với cái phương tiện hiện có, thì có cái việc mà cái phần thiết kế của phà với cái lưỡi phà và mặt bến thì có cái sự chưa phù hợp với nhau. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì đội ngũ thuyền trưởng, đặc biệt đội ngũ thuyền trưởng đã tính toán và cái vị trí cập bến làm sao cho phù hợp nhất để cho xe xuống một cách nhanh, thuận tiện. Bên cạnh đó là chúng tôi đã có những cái cầu kê, gọi là cầu kê phà, làm sao mà nó đủ cái độ cao phù hợp để cho phương tiện xuống phà một cách an toàn và nhanh nhất. Về lâu dài thì phương tiện mới sẽ ra để kịp phục vụ bà con trong những cái dịp lễ Tết và đặc biệt là cái mùa hè tới này. Dự kiến 3 tuyến phà Bến Gót, Bến Cái Viềng, Bến Gót, Bến Phủ Long, Cảng Tuần Châu, Bến Gia Luận có thể đón 5.000 hành khách một ngày. Ngày cao điểm có thể huy động các tàu quay vòng nhanh, tăng chuyến không hạn chế nhằm giải tỏa hết hành khách, tối đa khoảng 13.500 khách một ngày. Trong thời gian vừa qua, công ty chúng tôi đã xúc tiến làm việc với lại công ty Bayview Cát Bà, đơn vị đang đóng 5 phà mới, có trọng tải là 198 tấn một phà. Này thì là sẽ có những chiếc phà mới đầu tiên để phục vụ hành khách và góp phần giảm tải cái
ùn tắc giao thông tại bến phà Đồng Bài. Với những giải pháp quyết liệt trước mắt và lâu dài của thành phố Hải Phòng, việc lưu thông qua bến phà Đồng Bài sẽ từng bước được cải thiện. Người dân và du khách sẽ có hành trình thuận tiện, an toàn khi đến với di sản thiên nhiên thế giới, quần đảo Cát Bà. Hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024 và cũng nhân dịp nghỉ lễ sắp tới, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát việc mua bán thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm gây ngộ độc thực phẩm. Liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây, phần lớn là do khâu chế biến, bảo quản thực phẩm của các cơ sở kinh doanh hàng ăn, quán ăn đường phố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, khiến vi khuẩn gây hại sinh sôi, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thực phẩm theo mùa cũng như loại hình kinh doanh nấu ăn lưu động có rất nhiều tiềm ẩn, nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 sắp tới, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần chú trọng giám sát, triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh mua bán thực phẩm trên địa bàn, đồng thời tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức, không sử dụng thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng tránh ngộ độc.